hôm nay cũng là trận đấu cuối cùng rồi. Và cũng là những giây phút cuối cùng mà Hải thi đấu trên sân này. Hải muốn gửi lời cảm ơn đầu tiên tới tất cả mọi người, tất cả các khán giả hâm mộ bóng đá thủ đô. Ở đây có những anh lớn, anh Lương, anh Quyết, anh Công và rất nhiều huấn luyện viên và cả không có mặt ở đây nữa. Các anh lớn đã dìu dắt em. Thật sự không có các anh thì không có em ngày hôm nay. Em cảm ơn anh rất nhiều. Hải sẽ không nói lời chào tạm biệt mà sẽ hẹn gặp lại tất cả mọi người. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Quang Hải đã chia tay câu lạc bộ Hà Nội và sẽ ra nước ngoài thi đấu. Hôm nay thì chuyện đó đã rõ ràng và chúng tôi cũng xin phép được phân tích sâu hơn về những vấn đề đặt ra xung quanh chủ đề nóng hổi này. Đầu tiên trả lời cho câu hỏi làm thế nào để thành công. Quang Hải có một lợi thế tuyệt vời để thành công, đó là bài học từ Đoàn Văn Hậu. Vì cả hai cầu thủ này đều có chung một người đại diện. Người đã đưa Văn Hậu ra nước ngoài giờ cũng chính là người sẽ làm điều đó với Quang Hải. Người đại diện này là ông Nguyễn Đắc Văn, hiện tại kiêm cả công việc chủ tịch của câu lạc bộ bóng đá Cần Thơ. Câu trả lời cho việc làm thế nào để Quang Hải thành công thì ông là người đau đáu nhất. Và chắc chắn là có rất nhiều bài học đặt ra và một trong số đó là thời điểm của việc ký hợp đồng. Hãy nhớ lại Đoàn Văn Hậu. Anh đã hoàn tất một bản hợp đồng cho mượn từ Hà Nội sang Hà Lan đúng những ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng. Ra mắt hình như là ngày 2 tháng 9 năm 2019. Thì đến ngày 6 tháng 9, chương trình của chúng tôi đã có một phần bình luận như thế này. Văn Hậu sau khi trở về từ Thái Lan sẽ làm một số thủ tục để sang châu Âu. Anh chưa hoàn toàn bình phục chấn thương và giải vô địch Hà Lan thì đã diễn ra rồi. Tức là họ đang có một hậu vệ cánh trái rồi. Nếu tuyệt vời nhất thì Văn Hậu mất khoảng 1-2 vòng đấu để khẳng định mình, làm quen chiến thuật và được ra sân. Và đúng lúc đó, câu lạc bộ hoan hỉ biết bao nhiêu thì họ sẽ phải để cho cầu thủ của mình trở về thi đấu cho đội tuyển U22 Việt Nam ở một giải đấu mang tên SEA Games nào đó, nơi mà thậm chí nước chủ nhà còn cho đá bóng trên mặt sân cỏ nhân tạo. Môn bóng đá SEA Games sẽ diễn ra từ ngày 26 tháng 11 đến ngày 10 tháng 12. Và nếu Văn Hậu đã có được vị trí chính thức ở Heerenveen rồi, thì đội bóng này sẽ mất anh ta trong 4 trận đấu quan trọng. Gặp PSV Eindhoven vào ngày 24 tháng 11, sau đó là gặp Vitesse, đội bóng mùa này đang có phong độ cao và dẫn đầu bảng xếp hạng. Tiếp đó sẽ là hai đội bóng Van Vai và Willem II. Giải vô địch quốc gia Hà Lan sau đó sẽ đá thêm 1-2 vòng đấu nữa trước khi nghỉ đông đến tận ngày 18 tháng 1. Nào bây giờ thì chúng ta hãy cùng tổng hợp những yếu tố để Quang Hải có thể thành công về mặt chuyên môn. Với một cầu thủ châu Á chân ướt chân ráo tới châu Âu như Quang Hải, thời gian chính là người bạn đồng hành cần có. Hải sẽ cần tham gia vào quá trình tập huấn chuẩn bị cho mùa giải mới để từng bước làm quen với tốc độ thi đấu và yêu cầu thể lực tại châu Âu. Nhưng trước khi làm điều đó, có một chuyện còn quan trọng hơn, đó là hòa nhập với cuộc sống sinh hoạt tại châu Âu. Ngay cả việc đưa người thân sang sống cùng với Quang Hải cũng đã được tính tới. Tất cả những điều này chỉ có thể được thực hiện với một yêu cầu tiên quyết, đó là hợp đồng được ký kết sớm và lịch trình được lên rõ ràng cho kế hoạch chinh phục trời Âu của Quang Hải. Về vấn đề chuyên môn, Quang Hải có được thi đấu hay không trước hết phải phụ thuộc vào việc đội bóng có cần sự xuất hiện của anh hay không. Trong quá trình đàm phán, người đại diện của Hải cho biết yếu tố chuyên môn được bàn rất kỹ. Ví dụ như hiện tại, đội bóng của ông đang có những ai chơi ở vị trí đó. Các ông thấy cầu thủ của tôi phù hợp với nhu cầu của mình hay không? Và khi đã qua được những bước như bàn thảo, ký hợp đồng và ra mắt, phần còn lại phụ thuộc vào khả năng và ý chí của Quang Hải. Ở câu lạc bộ Hà Nội, Quang Hải có thể bị ốm mà vẫn có suất đá chính. Còn khi sang đến châu Âu, vị thế này thuộc về người khác. Kiên nhẫn và cố gắng là những gì mà chúng tôi muốn nói với Quang Hải. Và cũng đừng quên, Quang Hải cũng cần một điều rất quan trọng khác, đó là sự ủng hộ của thần may mắn nữa. Nhiều người nói rằng Quang Hải đang thừa cân hoặc là Quang Hải bé quá, nhưng chẳng có nghĩa lý gì nhiều nếu như chúng ta nhìn vào những ví dụ ngang trái đầy rẫy về thành bại. Chẳng hạn như cao như Đoàn Văn Hậu thì có thành công đâu, hay là lùn như Chanatip thì đâu phải là thất bại. Nào bây giờ khi đã phân tích tất cả những điều đó, chúng ta bắt đầu nhận thấy khả năng Quang Hải trở thành cầu thủ dự SEA Games xem ra khá mờ mịt. Những thông tin chính thức ngày hôm nay cho thấy Quang Hải sẽ không dự SEA Games vì những người được chọn là Hùng Dũng, Hoàng Đức và Tiến Linh. Về chuyện tại sao Quang Hải không dự SEA Games, trước tiên đừng ai nghi ngờ tinh thần cống hiến của Quang Hải. Nhưng chuyện phân tâm suy nghĩ đến chặng đường quan trọng ở phía trước thì lại không nằm trong tầm kiểm soát của anh. SEA Games là một giải đấu trên sân nhà, tất cả sẽ hết mình và mọi khả năng đều có thể xảy ra. Quang Hải không phải là chưa từng bị chấn thương ở SEA Games, chắc quý vị còn nhớ 3 năm trước phải không ạ? Hợp đồng với đội bóng cũ thì kết thúc rồi, hợp đồng mới thì khi vào SEA Games chưa chắc đã ký xong vì thị trường chuyển nhượng cũng chưa mở cửa.
Nếu chấn thương một cái, tất nhiên cầu mong cho chuyện này không bao giờ xảy ra. Nhưng lúc đó là một tình huống cực kỳ dở mà thầy Park Hang-seo và người hâm mộ cũng chẳng giúp Quang Hải được nhiều đâu. Thế nên như mọi người hâm mộ Việt Nam khác, chúng tôi cũng muốn xem cầu thủ tài năng nhất của mình thi đấu tại SEA Games. Nhưng khi chứng kiến quyết định khác đi như thế này của Quang Hải hoặc từ ban huấn luyện, thì chúng ta cũng hãy hiểu cho những người trong cuộc. Trong câu chuyện với người đại diện của Quang Hải thì may rủi vẫn là thứ được nhắc đến sau cùng. Không ai nói trước được điều gì phải không ạ? Sự thành công có thể đến từ việc anh ăn được tất cả những món ăn bản địa. Nhưng sự đổ vỡ lại có thể hoàn toàn xảy ra với việc hàng ngàn cổ động viên xa xôi tràn vào fanpage của một đội bóng nào đó, bình luận về mọi thứ chiến thuật và đòi cầu thủ của mình được ra sân chẳng hạn. Đổ vỡ thì có thể hoàn toàn diễn ra theo cách như vậy. Vậy thì cuối cùng, xin chúc Quang Hải thật may mắn với mọi sự lựa chọn của mình và sẽ được đón nhận ở bất cứ nơi đâu anh tới. Giờ vàng thể thao của chúng tôi cũng xin được kết thúc tại đây. Xin lưu ý, quý vị có thể theo dõi lại các chương trình của chúng tôi trên app VTV Go, trên kênh YouTube Giờ vàng thể thao. Và mới đây nhất, chúng tôi cũng đã ra mắt kênh thể thao chính thức của VTV trên nền tảng YouTube. Hãy bấm theo dõi để cập nhật tin tức thể thao và kết nối với những người làm chương trình chúng tôi.